Rồi, như thường lệ như mỗi ngày mời anh em cô chú mình vô ly tà móc câu cái mình soi cái máy GS anh em, cái máy còn khá sạch sẽ của clip 51 anh em. Clip số 51 của phụ tùng phí ho anh em cô chú ơi. Anh em nào cũng mua món nào anh em nhớ nói cái clip số 51 mình biết cái đồ đó mình bán cho anh em nó đỡ nhầm lẫn, đỡ lộn. Cho nó ưng ý cái món đồ mình đã lựa chọn anh em cô chú. Nhìn ở bên ngoài cái máy còn khá anh em. Theo phong thủy máy đồ màu mỡ còn đẹp quá đẹp anh em cô chú ơi. Nước sơn lóc luôn. Máy này nó có cái nó hơi khói nhẹ nè, lên ga lớn nó có khói nhẹ, không biết khói xăng hay là khói lồng, nhưng mà anh em mua bộ đầu lồng này về thay là bộ bạc chắc ăn anh em cô chú. Cốt nhông này thì chưa có phiết, đáng lẽ là cái máy này chắc có thể lồng chưa khói anh em, tại cốt nhông cỡ này thì cái bộ đầu lồng chưa xi nhê gì nó đâu, thường chạy khớp lúng của tôi còn không sao mà anh em. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng may mắn, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe anh em. Vừa quay vừa chúc vừa soi cho anh em coi vòng vòng phong thủy nó cái tháo liền anh em cô chú. Dây dẻo nhẹo rồi anh em ơi. Chưa chạm anh em. Cái lóc nồi có chạm rồi, nhưng mà đầu lồng với lửa với lóc mỏng này chưa chạm, chưa lóc giữa chưa chạm. Đấy, màu mỡ còn khá, bình xăng con còn tươi rối nè. Xe này mình mua hơi rẻ tiền anh em, cho nên mình để lại cái giá đồ máy với đồ ngoài xe này giá rất là rẻ để phục vụ anh em cô chú xem kênh cũng như thích hợp với phụ tùng những cái món đồ xe nào của mình á, ráp vô cho nó đỡ tốn tiền anh em, bán giá rẻ nói vậy chứ bây giờ mua đồ rẻ mà xài ngon thì ai cũng thích hết anh em. Lâu lâu mới có anh xe nào về giá cao mình mua cao bán cao, xe nào giá thấp rồi phải hạ giá để phục vụ làm quen với anh em cô chú. Chỉ có bán đồ đẹp thật tình giá rẻ là mới lôi kéo được khách hàng, mới lấy lòng được anh em cô chú ơi. Đồ như thế này anh em thấy chất lượng rõ ràng không, dòm thấy sát sao chưa chạm, nhưng mà tháo ra trên đầu lòng có 1 triệu mấy à, nó rẻ là có thiệt chứ không phải nói xàm xàm hết anh em. Xe này anh em CD loại này anh em đi lớn lớn tuổi đi cà phê cà pháo nó đã lắm anh em cô chú, mấy dòng xe này đi ngon, đi nó nhừ 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 mà nó đầm mà nó im dữ lắm anh em, chạy nó cũng không có như su xì bo hay là thái tâm 10 nhưng mà nó lên 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 kiểu mà đi tàn tàn đó anh em cô chú. Rồi, tạm ngưng tháo liền anh em cô chú ơi. Rồi mới nhóm nhóm cái nắp lửa ra tuyệt vời anh em cô chú ơi. Nó đậu lâu quá lâu nước nó vô anh em. Nó kiểu như nước nó ẩm mùi xương nó đậu qua lăn sáng trưng luôn. Này về anh em, này anh em xịt vô anh em lau ra do rửa nước nó vô. Mới qua này anh em, hộp sáng trưng luôn. Là mới qua này phèn phèn chứ chưa xét anh em cô chú. Rửa sao vô họng nước nó nằm ở dưới qua lăn. Anh em phun dầu vô anh em chùi ra sáng trưng luôn, quá lăng chưa chạm luôn anh em cô chú, quá đẹp anh em ơi. Nguyên cái dàn sơn đề ghim theo xe thất đề dễ đề, đúng là cái máy này chưa chạm, cái ron này chưa rách luôn anh em hả. Anh em nào lấy nguyên bộ lửa luôn để cái ron riêng được quá được hả, nếu mà tháo cục lửa là phải rách cái ron anh em, chứ đâu có ai mà dập này ra cho nổi, phải xé bỏ cái ron lấy cái đường dây này ra. Cái này ngồi lấy lưỡi lam rọc cực lắm anh em ơi, thông cảm, phải xé bỏ rồi. Đã ghê ha, về xé ra, về giờ anh em coi về xé ra bỏ đành đạn nè, thấy không, phải xé ra bỏ gì mới lấy được cái này ra nè, chứ hơi phải lấy nguyên bộ lửa thì ron đâu rách. Rồi cái bộ lửa này anh bán cho anh em 600 thôi anh em cô chú, quá trời đẹp luôn anh em ơi, giá xe này mềm dữ lắm anh em, tranh thủ chốt anh em cô chú. Quay tới đầu bán tới đó luôn, bộ nắp này 400 bán rồi anh em, anh em ta điện ta chốt luôn rồi. Còn bộ lửa 600 luôn, cả pin lửa, pin hoa lăng, nhông đề, dĩa đề gì nè, thất đề đầy đủ full hết phụ kiện, ốc tán giao hết cho anh em thằng lằn luôn, đằng đằng có số 4 đàng hoàng, 600 nữa thôi anh em cô chú. Bộ này lúc trước phải 700-800 mới nghe anh em, tại xe này rẻ bán rẻ cho anh em cô chú. Rồi nào nồi tháo xong anh em cô chú ơi, khá đẹp anh em, đi nhớt được nói vậy chứ cũng sạch sẽ. Này làm như là họ tháo ra, họ thay bố hãng thì sao chứ không có dán qua nè, bố ghim còn, nồi đẹp chỉ nó không hú. Bố ghim chưa dán này nè, chạm mà chưa dán. 207 nè, vậy là bố hãng anh em, mà họ thay bố hãng. Nè cái bố xây qua nè.
thường mấy anh em thay bố họ ít có để ý rồi để vô đây chỗ cũ là lắm rồi để có 1 chiều nè, 107 nè là bố hãng anh em cô chú. Rồi này khá đẹp nha, không có hú mà không có hí, không có gió gì đó, đã làm dấu luôn, tháo ra cho anh em coi bố tông này cái dán hay chưa cho chắc ăn, với dòm về là thấy chưa dán, coi chuông ra lúng nhiều lúng ít nữa báo giá tiền luôn anh em cô chú ơi. Rồi quái máy GS tháo xong anh em cô chú ơi, nồi đầu lòng bê tông bạc dên cái nào cũng đều đẹp hết anh em cô chú, ngon ngon thôi, độ GS nó cứng anh em cô chú. Giờ soi chi tiết hết cho anh em báo giá từ món để mong anh em cô chú ủng hộ. Với xe này cái bộ sườn lóc giấy anh em cô chú, sườn lóc giấy nè, số máy nè, số máy là nó 1972. Sườn lóc giấy nè, bộ sườn lóc giấy xe này khá đẹp anh em cô chú, sườn nó chỉ xét xét thôi chứ không có mục, dàn trên thì khỏi nói rồi. Sườn lốc giấy này khá đẹp anh em, mới chạm lần đầu, mang cho tấm chỗ anh em một chú ơi, anh em nào chốt là bạn số 29 lấy anh em 1 triệu thôi anh em một chú. Rồi tiếp theo anh em cô chú coi cái bộ, để xíu nữa anh em coi cái bộ nồi này đã lắm, như bộ dên đầu lòng này quýp luôn anh em cô chú, cùng bộ số thì có khách ngồi lấy luôn anh em cô chú ơi. Còn cái nồi trước đây, cái nồi này anh em, nồi đẹp FCCV rồi anh em cô chú, nồi vàng trái à, bố ghim 107 KFLF này nè, chưa có thấy dấu hiệu gì mòn mỏi anh em ơi, là chưa khớp rồi. Đó, anh em về gấp ngay cái đường mực vậy ha. Đó, anh em coi cái nồi trước, trước này, cái xe này cái hoa lăng 207 mà cái nồi sẽ đóng 208 nè anh em chú. Nồi này dòm giống nồi mới quá anh em ơi, sáng trưng là như họ chắc là do họ chạm chạm tháo rồi họ vệ sinh thấy nó tắn nè, chứ cái đát 208 anh em thấy sọc xéo đó ha, là nhiều khi cái nồi này nồi mới hãng anh em ơi, nhông mới tinh nè, do nó tùng mã anh em, nó cũng tùng mã 2008, mình liên tưởng mình thấy 008 cái mình mới liên tưởng, mình tưởng là xe này sản xuất 2008. Rất là nhiều anh em làm YouTube liên tưởng nha, liên tưởng tới cái vấn đề mã số chứ không phải mã số đóng lại 2008 cái là gọi là xe 2008, 07 là gọi là 2007 anh em. Cái nồi này có khả năng là 2010, 2015, 2017 luôn, nó mới, nhưng mà do nhiều khi cái bất chợt thì giống như sổ số thấy 008 cái ô xe này tháo ra mấy dấu xe này ô đóng 2008, xe này sản xuất 2008, thực tế cái nồi này không phải 2008, 2010 mấy KGS, nhưng mà 2000 mấy kệ nó, người ta liên tưởng thì liên, nhưng mà mình là thực tế nè, hiểu biết sao mình chia sẻ vậy cho anh em cho nó chính xác để anh em nắm vững. Cái này bố này, bố ghim vì nó ngắn là bố ghim hãng mới á, LK mới chát luôn, chưa dán nè, thấy đã không? Chạy bốc ba cố luôn, rớt cái lông đền đâu ta, đây hãng nó bằng nhiêu đây là chạy bốc, là sau này người ta dán là người ta dán dài vậy nè, có dán bố dài, số người không chịu bố dài xíu, xíu người, số người chịu bố, bố hãng ghim theo mình nghĩ bố hãng ghim thì ngon, là theo nói kỹ sư nó hay. Cái này chưa lúng nhiều anh em, cỡ cộng tóc nó im dữ lắm anh em, bóc bắt bố mới chưa chạm chưa dán, bán anh em 1 triệu bộ nồi này anh em cô chú, hay có một cái không hú nha, không hú không gió mà là chuyện nói, mới nói mà là nói chuyện nó bền im, bao anh em xài xài không vừa ý chú trả tiền lại anh em cô chú, tả tiền ship luôn. Ốc tán quá phát luôn anh em, bộ ép cực kỳ luôn. Rồi này đã test rồi anh em cô chú, tự tin anh em cô chú ơi. Test từ số 1 tới số 4 không gió miếng nào luôn, không hú. Cái nào thì chưa chắc, như cái mấy cái máy này mình đã test lên xe hết, mới đưa mới mới gã xuống cho anh em cô chú.
Rồi vô cây dên cho nó tắm chỗ bớt anh em. Dên này chưa lắc ngang nhiều luôn, vàng ốm luôn anh em. Nhưng coi đầu tay là sáng giấy luôn ha, chưa cháy, con lỗ tông anh em. Quá hoàn hảo anh em ơi, chưa có lắc ngang luôn, coi anh em coi nè. Lắc lắc không có nhiều, lắc kiểu nhà máy nè. Bá đạo của dân này, anh em xài GS, xài biết nào hư đó. Cái thứ GS nó lì dữ lắm anh em, cô chú lì. Mới chạm lần đầu luôn, đạn chưa gơ đúng vậy. Quay S chứ chưa qua GS nổi. Trời không biết hao mòn, gờ dòng GS, dên đó. Cái dên này anh em nào lấy anh em 6 tâm anh em một chút. GS nó dữ lắm anh em cứ tin tưởng. Rồi cái lốc mỏng anh em, lốc mỏng xe này cũng mới chạm lần đầu, bảo đảm anh em hư một răng tôi đền cái lốc khác bao ship. Cho anh em tự tin chứ nè, KFM từ 8 HQN. Chứ để anh em soi từ răng chi cực lắm, anh em nhìn qua màn hình cũng không có thấy đâu. Tôi bao tới mức vậy cho anh em yên tâm. Bộ ba nắp bán rồi, cái giờ đi quay trực tiếp về coi sách khách chốt luôn anh em ơi, chứ tới bộ đầu lòng. Tước hết, tước vô bộ đầu lòng cho anh em coi bộ bù rong cái đi. Trời ơi coi nè, tháo siêu đỉnh không. Vàng còn trắng luôn ốc anh em. Sên này là chưa kêu chưa thay luôn, ghim luôn, mới chạm lần đầu luôn. Đó, tặng theo cái vàng bánh xe nè. Anh em cứ gáp y như vậy vô, đừng có ngại, nó càng mòn, nó càng cứng, nó càng ngon, nó không hú, cứng thì mới đã. Anh em đưa vô bánh mới vô mềm èo chạy hú, quéo 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 y như nồi hú. Anh em đừng có sợ cái khoảng đó, còn cái lòng cho anh em coi. Quay vòng vòng cho anh em coi đầu lòng cái đây, màu mỡ nó đẹp nè. Ốc tán thì chưa có chạm, chưa có gãi ốc, chưa có thấy co xăng rồi, chưa có gì hết nè. Cái anh em coi nắp cò nè, có chạm hay không mà nhìn thôi, chưa có dấu ha. Tên dưới chưa thấy dấu mớp mà. Mực nhà máy nè, KFM nè, hai con combo, cái combo tắn sát này đâu lên nhớt gì đâu anh em. Nếu lên nhớt nó dính nhớt rồi, chạy tắn tươi rồi. Nó gãi con này anh em lấy ra giùm. Rồi xây qua cho anh em coi cái bít tông. Tông còn đẹp dữ lắm anh em. Ở tầng đà đó, anh em thấy sọc sớ khá ha. Khá anh em. Dên đầu lòng này anh em nào lấy bù rong trên cam hết luôn, mình vừa bán vừa tặng, lấy anh em 2 triệu anh em một chú. Còn anh em nào lấy đầu lòng bù rong trên cam này không, bán cho anh em 1,6 triệu. Này về anh em vô bạc nha anh em, vô bạc mới chắc ăn nha. Bạc này bữa tôi thấy nó thử máy nó có làm mà không biết do khối nó rửa xe nó chế nhớt cho bugi ha, đừng có xét lòng á, hay là do bạc không biết. Chứ còn bít tông này với cây cốt nhông nãy chưa mòn thì thấy nó phong thủy nó tốt, chưa đến đổi ăn bạc đâu. Nhưng mà cái xe này phải thay bạc nó mới chắc nha anh em. Anh em nào lấy bạc xịn tôi bán cho anh em thêm 100.000 nữa, kèm theo 100.000 của bạc nữa. Bạc Honda đàng hoàng, nhưng mà Honda hàng đặc biệt của phụ tùng nó đặt làm á, chứ không phải là hàng chính hãng, nhưng mà xài chất lượng. Mấy tiệm phụ tùng, mỗi tiệm bán nó có thương hiệu bạc riêng anh em, xài không có khối, chất lượng nó bền bốc mà rẻ. Để nuôi thầy thợ kiếm làm kiếm cơm anh em.
tông khá đẹp anh em ơi, bộ này 1.600.000 luôn, full luôn bùa gông sinh cam, quá nhẹ anh em cô chú. Còn anh em nào lấy dên đầu lòng luôn, hết luôn, full luôn là bù rong sên cam, ốc đầu, bộ nguyên combo luôn, có 2 triệu bạc gắn luôn xe Trung Quốc. Vô bộ bạc 100.000 nữa là 2 triệu mốt, bảo đảm anh em xài 5 năm nếu anh em đi nhớt tốt. Có sạc khói nữa tôi đền cho anh em. Bạc bán phải vậy đó, 207, 208 nó song song anh em, mấy cái số này là có thể 207 đúng. Cái số nồi là anh em nhiều khi một số anh em liên tưởng, tôi thấy rồi, tôi coi YouTube tôi lướt lướt rồi. Thấy cái đồ mới nó đóng cái tùng cái số nó, cái mình tưởng nó sản xuất năm đó mà thấy cái đồ lô mới chát. Cái này do nước nó dính anh em chùi ra. Chứ không phải thấy nó đóng 08 cái này, ừ cái này 208 thua, cái củ đề nữa nè, anh em coi nói mới có sách mách có chứng cho anh em coi nè. Chỉ cho anh em coi củ đề anh em dòm là anh em thấy ghim đâu. Đã người ta giả là người ta phải giả cho đúng. Nè, đát 207 nè. Hay xe số 7 không? Đó, đụng với cái hoa lăng số 7 nè. Lực liên tưởng, cái này gọi là liên tưởng. Nó như là thấy tùng khớp, tưởng đủ củ đề ghim đó. Tôi bán củ đề này 100.000 cho anh. Chưa chạm đàng hoàng nè. Thấy không? Nhưng mà cái củ đề này là củ đề Bitsuba nè. Thấy không? Cái củ đề này là cái củ đề hàng giả chứ không phải là ghiên hãng thiệt, hàng giả Việt Nam làm, Trung Quốc làm. Nhưng mà cái đát nó cũng đóng 207, 208, 209, cái số anh em gã chiếc xe GS 209, cái anh em liên tưởng thấy số 9 đăng lên về nó, ồ củ đề heo xe 209, quá liên tưởng. Đừng có bao giờ tin cái mã số, có ông anh ông comment ông nói không có mã nào giống mã nào, không hay á. Mã số là mã số, còn cái chuyện nó sai số là nó sai. Rồi. Củ đề lô mà đóng 207 tùng với cái xe hoa lăng 207, anh em thấy đó là một cái minh chứng rõ ràng. Mình phải coi đồ, cái người bán họ biết coi đồ họ nói nó mới được. Họ nói thật là thật, không là không chứ không. Thấy mã số lô mà đúng tùng mã số nói ghim đâu được phải không? Rồi bộ ốc này cũng 150.000 luôn anh ơi. Hôm qua có ông anh ông hỏi mà quên. Để lại cho ổng bán cho ông kia rồi, hai bộ này để lại cho anh. Anh có coi kịp thì anh điện thoại giùm em, còn anh không điện thì em bán nữa. Dốt dốt vậy nè. Em ngâm dầu đánh ra. Chủ yếu là bán cái nắp toàn. Cái bộ tăng cam. Ốc thì tặng theo cho anh em cô chú. Ừ, cái điện thoại nó ngã ta. Có một số đồ ghiên mã số nó cũng đúng thiệt, giúp dốt nè, khá là ốc 150 nè. Có một số đồ lù lô nó liên nó làm giống giống tùng số, nó tùng hợp giống như tên tùng tên nhưng mà củ đề lô đóng 207, cái hoa lăng đóng 207 nè chú, tùng khớp với bé. À, đây nữa 150.000 bộ ốc anh em ơi. Quên nó cho anh em coi cái sơ mi cái nữa chứ. Vô cái lòng cho anh em coi cái sơ mi cái nữa cho anh em tê tái luôn. Đây. Hết thế mặt giống rồi nè. Con tiểu máy chưa có bao giờ rẻ như bây giờ. Máy xe này bán rẻ cho anh em là nhờ tông Tết mình mua rẻ anh em. Ta xả sọc tu tủa luôn. Hết thế không? Con tiểu 600.000 đầu lòng anh em. Vô bạc lại, còn anh em nào lấy full luôn, do anh đầu lòng thì rẻ, có 2 triệu thôi. Rồi video cũng dài anh em ơi, hết rồi, hết đồ rồi. Bình xăng con bán rồi, bộ 3, 4 nắp bán rồi. Bộ lửa thì cực kỳ đẹp. Bộ lửa bán anh em 6 tâm thôi anh em một chút. Chấm sơn nhà máy nó còn y xị thôi. Bóng lưỡng.
phun hết ốc tán luôn. Rồi xong anh em ơi, cảm ơn anh em cô chú đã xem tin, chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn, luôn luôn dồi dào sức khỏe anh em. Song song với cái clip 51 này, bên kênh Phụ Tùng Tí Hon mình có một kênh Phụ Tùng Giá Rẻ nữa nha anh em. Anh em có lướt lướt xem thấy, anh em đăng ký kênh, anh em bấm like dùm. 51 mình sẽ đưa xe giá đồ giá rẻ này về bên đó mình quay anh em cô chú, để phục vụ anh em cô chú thêm hai kênh, thêm kênh nữa. Rồi chào anh em, chào cô chú.